Kể ra mà khách hàng làm một cái cột ở đây mà chống lên là ok này. Chó. Con chó béo này nó đi ấy mất rồi. Của mình. Tìm dép cho tao.
trên mấy cái cây tre. Hôm trước vừa mới mất cái kìm chuốt rồi nha bạn, cho nên phải dùng kìm cắt này để tuốt dây luôn. Em khẽ miết thôi, miết đấy, khẽ miết cái đầu, khẽ miết cái đầu của cái kìm ấy. Công việc còn lại là của dao cắt. Bình thường thì nối kiểu như này thì anh em không nên quấn băng dính nhé. Quấn băng dính là nước nó vào. Một trung tâm huyện thì có một cái máy hàn. Dịp thì một tháng may ra được vài con. Nên đứt lại anh em toàn phải sử dụng cái này. Mỗi cái lần sử dụng như này thì mất 10.000, à 20.000. Mất 20.000. Hai cái FC với lại một cái cúp lơ nữa. Đây nha bạn, đây là đợt trước là khách hàng cho sử dụng cái, đây là con đường này. Cho xe cẩu đi qua này. Là bị đứt dây. Ái chà thì mẹ. Vãi lìn.
Kể ra mà khách hàng làm một cái cột ở đây mà chống lên là ok này. Cho con chó béo này nó đi ấy mất rồi của mình. Tìm dép cho tao. Khả năng mất chiếc dép rồi anh em ạ. Ở đây là sự cố chủ động ở trên hệ thống anh em nhé. Mình đến nhà khách hàng không có. Đến nhà nhưng mà khách hàng không có ở nhà nhưng mà không có khóa cửa. Thế mình xử lý luôn, tại vì gọi điện cũng không có ai, không đúng số ở trên hệ thống. Mình đã đến nơi rồi thì mình xử lý luôn, chứ mình cũng không đi. Vừa mới đặt cái kìm tuốt quang về nhưng mà chưa thấy cái kìm thuất quang về. Sử dụng tạm cái kìm. Nó hơi khó làm anh em. Bởi vì kìm thuất. Đây là kìm cắt. Mình sử dụng để tuốt sợi quang này rất khó. Tín hiệu âm 23 đây anh em. Ok rồi.
làm bị thuộc lao. Trước khi đi thì anh em đóng sự cố luôn anh em. Mông à, xuân vâng, xuân bác hay anh Quyết ấy, mình đang em là mình chơi chân về. Vâng. Trước khi đi thì anh em đóng cái sự cố lại anh em nhé, tránh trường hợp mà mình xử lý xong rồi nhưng mà lúc mình cắm vào ấy, cắm vào thì nó không tín hiệu nó kém. Đóng sự cố đi đấy. Đây em, tín hiệu đạt rồi. Ok. Khách để điện thoại ở nhà. Mất một chiếc dép. Con chó này không biết nó. Giờ lại phải chạy lên trên này để đi mua đôi dép ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé.